Con xin chào cô và các bạn. Con tên là Lê Hữu Chí, học trường lớp học lớp 6 trường Trung học cơ sở Tân Đức. Con sống ở tỉnh Long An, huyện Đức Hòa. Hôm nay con sẽ giới thiệu cho các bạn, cô và các bạn sản phẩm tiêu diệt quái vật cô. Là sản phẩm còn mới vô có sẽ điều khiển một cái con màu đỏ này, nó sẽ di chuyển để khi mà chạm trúng mấy cái quả thiên thạch này thì cô sẽ bị thua và nó sẽ hiện ra màn hình game over ở đây. Còn cô phải nhiệm vụ của cô phải đi qua được bờ bên này và tiêu diệt đụng được con quái vật này. Đụng được một lần thì cô sẽ phải trở lại vị trí cũ và phải qua đó tiếp để đụng cho nó đủ 5 lần và độ khó của nó sẽ càng ngày càng tăng. Rồi. Con chạy lại lần nữa nào. Con vẫn chưa biết làm sao để mình đụng con quái vật mà mình sẽ và chờ chừng cái đó. Chưa kịp đúng. Là con đụng con quái vật rồi mà nó không có gì hết. Thế là do rồi, tí nữa cô sẽ nhận xét. Con giới thiệu về mình sử dụng cái câu lệnh đặc biệt nào ở đây nhỉ? Nè. Tao quên mấy lệnh này bình thường mà con không có xài lệnh là đặc biệt à, ngoài cái buổi học hết. Con kéo xuống dưới đi. Được, chị đã giới thiệu xong chưa? À, là cũng Rồi, cô xin mời một bạn nhận xét nhé. Rồi Trường Giang đi đi. Cô mời Gia Vinh nhận xét bài của Hiệu Chí này. mà em không nhận xét được. Thế à? Thế bài của bạn có vấn đề gì không? Kỹ năng thuyết trình có vấn đề gì không nhỉ? Em cho cô là bài của bạn thì là bạn vẫn chưa làm được hoàn chỉnh đó. Với lại kỹ năng thuyết trình của bạn là vẫn hơi ngắt ngứ ạ. Cần gì nữa không? Cô xin mời Trung Huy này, Trung Huy nhận xét. À, ngôn không có ý kiến gì ạ. Cô mời Trường Giang. Em thấy dự án của bạn rất là hay ạ. Rồi, ý tưởng thì rất là hay. Gì nữa không nhỉ? Không còn gì ạ. Không có gì để nhận xét à? Thế có bạn nào giơ tay nhận xét không? Lâm Tràng có nhận xét gì không nhỉ? Em như vừa vô có nhận xét gì ạ? Rồi cô mời Gia Bảo nào. Vừa nãy bạn có nói là khi chạm thì cả tốc độ càng tăng nhỉ? Cho xem câu mức độ khó càng tăng ấy.
Em câu mới được. Rồi, Trường Trí chia sẻ xem đoạn lệnh nào là đoạn lệnh để làm mức độ khó càng tăng. Đây, ai mình chưa có đụng cái được con quái vật nó còn để ra cùng. Nhưng mà cái đoạn câu lệnh ý đâu? Con chỉ thêm chiếc ngay vật thôi cô. Gì nhỉ? Cô chưa nghe rõ. Con chỉ thêm chiếc ngay vật. Thêm chiếc ngay vật vào. Nếu mà khi va chạm thì nó sẽ xuất hiện thêm chiếc ngay vật đúng không? Cái đoạn lệnh đấy đâu rồi? Con kéo xuống dưới đoạn lệnh va chạm nào. Con kéo xuống dưới đi, cuộn chuột xuống. Không, đoạn này phải tạo biến. Bạn kiểm tra sự va chạm ở dưới con. Đây có khi mà khoảng cách bằng khoảng cách nhỏ hơn 80 thì stop bằng 1. Lại dưới lại có cái khoảng cách nhỏ hơn 50. Thế vẫn là một cái biến khoảng cách. Ở đây mà Chí hôm nay này cái chỗ quay giật. Ừ, chỗ này nhá, cô cũng đã nhắc Chí rồi nhưng mà Chí vẫn chưa sửa này, đó là hai biến distance câu lệnh số 58 và câu lệnh số 62 là hai biến khác nhau nhá. Là hai khoảng cách khác nhau, nhưng nếu mà con để cùng một cái tên biến như thế này thì có nghĩa là tại một cái thời điểm lúc trước thì cái biến distance này sẽ nhận giá trị của cái khoảng cách giữa thiên thạch và x character. Nhưng mà lúc sau ấy thì nó lại bỏ luôn cái giá trị vừa nhận được để nó nhận một giá trị mới là cái khoảng cách của thiên thạch và thiên thạch 2 và x character và character đấy. Cho nên là mình phải đặt tên ví dụ distance 1, distance 2 nhé. Đó. Rõ ràng vào ví dụ con gõ luôn cho cô đi. Câu lệnh số 58 là biến distance 1. Số 58 ở trên ý. Đấy là distance 2 rồi. Giữa thiên thạch và character là distance 2. Còn phía trên này là distance 1. Còn dưới này là quái vật với character là distance 3. Đấy, 3 biến khác nhau mà, đúng không? 3 khoảng cách, xác định 3 khoảng cách khác nhau. Và khi mà xảy ra sự va chạm thì bạn thêm chướng ngại vật, có nghĩa là trong cái câu lệnh xảy ra sự va chạm là mình phải in thêm chướng ngại vật vào, vẽ chướng ngại vật vào đấy để xuất hiện chướng ngại vật và lặp lại công việc gì đấy nhé, lặp lại công việc sự di chuyển cho chướng ngại vật chẳng hạn đi. Và cái bạn có nói đến cái phần là gì nhỉ, khi mà cái hình ảnh của cái người chơi, người di chuyển gì đấy đúng không, mà va chạm được vào cái con quái vật thì sẽ phải quay trở về vị trí đầu tiên, thì cái lệnh đấy giống như là cái lệnh biến y thiên thạch của con lần trước ấy đúng không, xảy ra sự va chạm thì mình cho nó về cái vị trí biên của cửa sổ, bây giờ vị trí giá cuối cùng của cửa sổ, x của cửa sổ là gì, con thiết lập ở trên là bao nhiêu đấy, kéo lên trên là 1400 đấy đúng không, rồi sẽ nói về vị trí 1400 giống như bài của Trường Giang ấy, khi mà xảy ra sự va chạm giữa kim với bóng thì nó lại nhận về vị trí đáy của cửa sổ là 360 đấy, khởi tạo y bằng 360 đấy. Để con để là 1320 cho người ta nhìn thấy được con nhân vật thì không có là nó sẽ bị ẩn ra ngoài đúng không nhỉ. Rồi, thế con có phần nào mình ý tưởng của mình muốn làm thêm những gì mà chưa phát triển được không, những gì mình chưa làm được mà mình mong muốn làm được? Con muốn làm thêm nhiều màn nữa, thêm nhiều các loại quái vật khác nhau nữa. Và cho mỗi con quái vật có đặc tính riêng để tấn công người chơi được rồi. Phần đấy con sẽ cố gắng phát triển thêm nhé, sau này cố gắng suy nghĩ thêm nhé, chứ không học hết khóa này rồi lại bỏ luôn cái chương trình này. Con cố gắng suy nghĩ thêm nhé.
Cô cảm ơn bài của Chí.